Đây là chiếc máy Mitsu T180. Con máy này thì nó khoảng tầm 30 con này thì khoảng tầm 38 ly gì đó mọi người. 37 38 ly gì đó. Cái này thì mình không có mở, không đo chính xác piston nhá. Hiện tại con máy này ấy, thì mình đang bán cho mọi người với giá là 1.300.000 đồng, chưa bao gồm phí ship nhá. Con máy này là cái con máy mà mình thu lại của dân, xong cái là mình thêm những cái thứ như thế này. Cái con máy này là mình thu lại của một người dân, người ta bán lại. Con này mình bán là 1 triệu, là mình thêm một cái chắn cỏ và một cái tay ga và một sợi dây ga. Mình kiểm tra vệ sinh sạch sẽ lại và mình test nổ ok, kiểm tra lại hết cho mọi người. Và mình đang bán với giá là 1.300.000 nhé. Mình mua 1 triệu và mình sẽ bán lại 1.300.000, là mình thêm một cái món đấy, hai món này, hai này, ba món. Ở con này thì 4 món, thì mình sẽ thêm một cái sợi dây đeo nữa cho mọi người nhé. 1.300.000 đồng thì anh em sẽ được một con máy Mitsu T180. Thì hiện tại cái con máy này á, hơi hám, rất là ngon, mà máy rất là nhạy nổ, rất nhạy nổ nha mọi người nhé. Mình sẽ test nổ và cắt thử, test và tải luôn cho mọi người cùng xem cái máy này nó hoạt động như thế nào, có ok hay không. Nói chung là con máy này rất chạy rất là êm. Có một cái nhược điểm duy nhất ở trên cái con máy này á, đó là cái bình xăng, mọi người thấy không? Nó bị lem lem xăng ra này. Cái đây nó không biết làm sao, chắc là nó bị thủng hay gì đó, người ta có dán lại nha mọi người nhé. Thì những cái dòng máy này á, anh em nào mà đang dùng cái con T180 á, thì anh em có thể là lấy cái bình xăng đó sang, hoặc là anh em tìm mua cái bình xăng của một T180 ngoài thị trường cũng rất là nhiều. Hiện tại thì mình không có sẵn, mình không có sẵn cái nắp xăng, cái bình xăng á, bình xăng chứa xăng của T180 nhé, Mitsu T180 mọi người nhé. Thì mình không có sẵn, nên là rất tiếc là mình không có, nên mình không thêm vào đây cho mọi người được. Cái con này thì đã lên chế, đây là lên chế, này là chế ga ngang á mọi người, chế 260 ấy. Nhưng mà con này thì nó dùng chế là 430, giống như của Mitsu TL43 đấy. Đó, họng lớn, nên là con máy này nó sẽ rất là mạnh. Bây giờ mình sẽ đi test luôn thực tế cho mọi người. Đây mọi người thấy này, con này thì sử dụng là một cái bộ côn lớn nhé, côn lớn giống TL33, TL43 và chuông lớn luôn, chuông lớn và cần là cần dài, cần zin theo máy này, Gold Star mọi người này, Gold Star đây, đấy mọi người thấy không? Đây toàn bộ là chữ Nhật. Bên mình bán là có sao mình bán vậy nhé, mình bán 1.300.000 này là không có bảo hành nhé, và nòng lửa là mình bao cho mọi người đó. Bô này của bô zin của nó là bô nhôm mọi người nhé, nó là bô nhôm đây. Mọi người thấy là cậy cậy nó ra có màu trắng này. Đó. Toàn bộ là zin nguyên bản hết. Cái dòng này ấy, thì anh em mua cái dòng này thì phát dao phát cỏ rất là mạnh nhá. Đó, mình có thể đập cước được luôn. Có thể đập cước được luôn nhá anh em nhá. Và anh em lưu ý là mình bán một mình trong đây là cái lợi nhuận của mình là có 300.000 thôi. Nên là mình đã thêm một cái này, một cái tay ga, một cái dây và một cái dây ga nữa, nên là cái này mình không bao ship được cho anh em đâu nhá. Anh em nào mà ok á thì chuyển khoản cho mình, nòng riêng, nòng và lửa là mình bao cho anh em hết luôn. Nói chung là máy này là bao hết, chỉ có cái bình xăng lớn là nó hơi rớm rớm xăng nó một chút xíu thôi anh em. Đây này, bình xăng lớn của nó này. Anh em thấy không? Đây là nút công tắc của máy này. Đó. Bên mình bán là mình sẽ nói thật với khách luôn, chứ không để cho khách hàng bị hụt hẫng khi mua hàng rồi nhận cái hàng. Nhiều khi là kêu là không có nói cái lỗi là nó rớm xăng, nó bị chảy xăng ở đây, xong rồi khách hàng nhiều khi nhận khách hàng lại bảo là bị chảy xăng như vậy mà sao không nói. Đó, như vậy thì nó rất là mất quan điểm. Và bên mình bán hàng là cái gì nó ra cái đó, không có lấp liếm ba những cái chi tiết lỗi nhỏ như thế. Đó. Và những cái đây là cái bình xăng, thì cũng là cái bình xăng theo mình thì đây là cái bình xăng lô anh em ạ. Có chữ P15 thôi nhưng mình thực sự là không thấy nó có cái nắp ở đây luôn. Mình làm hàng bãi và những cái hàng mới bây giờ nhưng mà không thấy cái bình này. Rong bình xăng đây mọi người. Rong bình xăng này. Đây cái nút này là nút cao su này. Mình không biết nó là chế zin hay là chế tàu nhá. Nhưng mà đây là nó là cái nút đồng này. Đó, cái này bằng đồng luôn này. Rong này là rất chắc chắn là rong zin rồi. Mình theo mình thì mình nghĩ đây là một cái bình xăng khá là tốt, tại vì nó không có tên đâu mọi người ạ. Nó không có tên tuổi gì hết. Cái bình mà nếu mà bình Trung Quốc ấy, thì nó sẽ có một cái tên. Đó, nhưng mà bình này thì mình không có thấy. Đó. Cái đây là nút đồng. Trên này đồng luôn. Và mình thấy là ở trên cái tai này nó cũng có mấy cái chữ. Rồi ok, nói chung là cứ cho nó là lô đi nhá, mình không biết nó là zin hay lô đâu nhá.
tại vì mình chưa thấy cái bình này bao giờ. À, bây giờ mình sẽ cắt test thử luôn. Thấy độ bốc chưa? Rồi, cảm ơn anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình. Rồi, ok, máy thu lại, bán không bảo hành, test ok cho anh em luôn.